Vào sáng ngày 18 tháng 11 năm 2022, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường có các cô chú lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, quý thầy cô là nguyên lãnh đạo, giáo viên đã từng giảng dạy tại trường, các cựu học sinh, quý phụ huynh học sinh và toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường. Đoàn viên học sinh đã thực hiện nhiều phong trào, cuộc thi ý nghĩa nhằm chào mừng lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam với nhiều hoạt động cụ thể như phong trào thi đua học tốt để đạt được huy hiệu học tốt, lớp học tích cực, hội thi ca múa nhạc, trang trí bảng, thiết kế báo ảnh, viết lời yêu thương, cuộc thi viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, thầy cô trong mắt em, hội thi hội khỏe Phù Đổng và hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh ở nhiều bộ môn, bóng chuyền, bóng đá, chạy việt giã, chạy vũ trang, đội ngũ từng người không có súng, tháo lắp súng tiểu liên AK. Lễ kỷ niệm là dịp để học sinh tri ân thầy cô, đề cao truyền thống tôn sư trọng đạo của Việt Nam.